Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Dự báo về những thay đổi trong tuần giúp cho các bạn chủ động hơn trong mọi công việc. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối bạn tuổi Tý, chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý rất có thể sẽ phải di chuyển khá chi là nhiều, do chịu tác động của dịch mạ chiếu mệnh, có thể là đi du lịch, cũng có thể là đi giải quyết công chuyện. Xong, với bạn tuổi tí, bạn làm gì cũng cần phải cẩn thận, chớ nên chủ quan hay là lơ là. Về phương diện công danh sự nghiệp của bạn tuổi tí, thời điểm này đang có khá nhiều khó khăn, trở ngại, nên có thể bạn mệnh bận rộn chắc chẳng lúc nào được nghỉ ngơi phải chờ mãi đến cuối tuần thì với bạn tuổi tí mới có được chính ấn ghé thăm, cục diện của bạn mới được tạm ổn và với bạn tuổi tí mới có thể tạm dừng được bước chân nghỉ ngơi. Cũng chính vì chẳng lúc nào ở in một chỗ cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tí cũng bị ảnh hưởng khá chi là nhiều. Có thể người ấy sẽ sinh lòng hoang mang, nghi ngờ về tình cảm của bạn dành cho đối phương. Và với bà tuổi Tý, bạn cần phải cố gắng thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn để xoa so dịu nửa kia của mình. Về con đường tài lộc của bạn mệnh tuổi tí trong tuần mới này cũng khá chi là thăng trầm bất định. Đây là thời điểm mà đầu tuần với bạn tuổi tí đốn tài lộc ùn ùn kéo về nhà. Nhưng khi kiếp tài chiếu mệnh vào giữa tuần thì cái chuyện kiếm tiền với bạn lại trở nên khó khăn hơn. Thậm chí còn có họa mất tiền hao của nữa xảy ra với mình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được báo hiệu cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là thăng hoa rực rỡ. Và với bà tuổi Sửu, bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón tình yêu về với mình trong tuần đào hoa vượng sắc bạn mệnh có thể sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người khác giới làm nên mối duyên tình đẹp đẽ với mình và trong tuần mới này đối với bà tuổi sửu bạn cũng đang gặp được sao thái dương là cát tinh trợ mệnh mang tới cho bạn có được những tin vui về phương diện tài lộc và với bà tuổi sửu dễ gặp được quý nhân nâng đỡ tạo điều kiện để cho bạn có thể phát huy được năng lực riêng của mình điều mà không phải ai cũng có được Nhờ thế mà, công việc của bạn tuổi Sửu tiến triển rất chi là hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên, trong tuần với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp sao thiên quan chiếu mệnh sẽ xuất hiện vào thời điểm cuối tuần, cho nên bạn mệnh tuổi Sửu cần phải thận trọng để không mắc bẫy những kẻ tiểu nhân. Xung quanh bạn tuổi Sửu luôn có những kẻ ganh ghét và đố kỵ, chỉ chờ cơ hội, thời cơ để hãm hại bạn mà thôi và bạn tuổi Sửu bạn cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình nếu không thị phi có thể ập xuống bất cứ lúc nào trong tuần mới này tài lộc của bạn tuổi Sửu khá chi là tốt nhưng phải chờ tới cuối tuần thì tài lộc mới về cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho nên thu nhập với bạn tuổi Sửu đặc biệt là đối với những bạn làm công ăn lương hay là những bạn kinh doanh buôn bán đều có được sự thăng tính một cách bất ngờ, tiền bạc rụng rịnh chi tiêu, bạn mệnh không phải lo lắng quá nhiều. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021, Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần đang gặp sao thái tuế chiếu mệnh làm cho bạn rất dễ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn gây ra rắc rối hoặc là tai họa mà bạn tuổi dần cần phải lưu ý để giảm phần hung hiểm với mình. Và tốt hơn hết là bạn mệnh tuổi dần không nên tiến hành các công việc hay là kế hoạch trọng đại trong thời điểm này. Còn về vận trình tình cảm của bạn tuổi dần trong tuần mới này lại khá chi là bình ổn, không có nhiều biến động, bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho nửa kia của mình. Cho nên, chị đành chấp nhận lúc rảnh rỗi thì dành chút thời gian cho đối phương mà thôi. Cũng may mắn là đối phương vận cảm thông, tháo hiệu cho những vất vả của bạn tuổi dần. Thời điểm đầu tuần, cả phương diện công việc và tiền bạc đang có dấu hiệu khả quan, thuận lợi hơn cuối tuần chính quan chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi dần cũng đang xử lý mọi nhiệm vụ được giao đau vào đó và gọn ghẽ không sai sót chút nào trong khi đó bao nhiêu cơ hội phát tài phát lộc sẽ đến bạn mệnh chỉ việc kiếm tiền mà thôi tuy nhiên càng về cuối tuần thì vận trình công danh sự nghiệp của bạn lại càng bị giảm sút và với bà tuổi dần rất dễ ngủ quên trên 9 tháng chạy mạng trong công việc lại có thái độ kiêu căng tự mãn, cho nên rất dễ phạm phải sai lầm. Quan phương diện về tiền bạc đang bị kíp tài chiếu mệnh, làm cho mù quáng, đầu tư vào nơi, không đâu vào đâu, làm cho bạn bị thất thoát về tiền bạc nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021, Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là về cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Mão đang tiến triển một cách nhanh chóng và khi được sao Bách Việt chủ về đào hoa chiếu mệnh với bạn tuổi Mão, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để súng sinh bước vào cuộc sống hôn nhân đi thôi. Các cặp đôi sẽ sớm đưa ra quyết định về việc về chung một nhà trong thời gian tới đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng có thể sẽ tìm được một nữ ưng ý với mình trong khi có khả năng nhận được nhiều lời tỏa tình lãng mạn nữa ban đầu bạn mệnh có đôi chút choáng ngợp và hoang mang vì không biết phải lựa chọn như thế nào Xong cuối cùng thì trái tim của bạn đã dẫn đường chỉ lối cho bạn câu trả lời thỏa đáng còn về con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi mão trong tuần mới này lại không được thuận lợi cho lắm. Với bạn tuổi mão dễ gặp phải trở ngại, khó khăn khi mà tiểu nhân thiên quan xuất hiện, không ngừng quấy phá, khiến cho bạn mệnh tuổi mão vừa làm xong việc đã phải quay lại xử lý những vấn đề phát sinh. Chỉ có thể dựa vào sức của mình, chứ chẳng thể nào nhờ cậy được ai. Và bù lại thì tài lộc của bạn tuổi mão trong tuần mới này lại khá chi là vượng, an ủi phần nào những nỗi buồn phiền cho bạn trong cái vận trình của mình. Và với bạn mệnh tuổi mão, suốt cả tuần có được nhiều cơ hội để thu tiền về tay. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chi tiêu quá hoang phí, không suy tính điều gì. Và cuối tuần, với bạn lại đang gặp kiếp tài chiếu mệnh, dự báo đang có nguy cơ, hao tiền tốn của. Vì vậy, bạn cần phải quản lý chặt túi tiền của mình. từ vi tuần mới của bà tuổi thìn từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn đang có được báo hiệu có được cát khí vây quanh gặp nhiều chuyện may mắn hơn những con giáp khác và điển hình là trong vận trình tình cảm của bạn tuổi thìn có được sự khởi sắc không ngừng bản mệnh và người ấy được gia đình và người thân ủng hộ rất chi là nhiều và sớm về chung một mái nhà nữa. Trong khi đó, các cặp vợ chồng thì cũng sớm hàn gắn được những mâu thuẫn, rạn nứt trước đó mà không tự đẩy nhau vào thế khó. Tình yêu giữa hai người đủ lớn để bộ qua những sai lầm trước đó bao dung tha thứ cho nhau và cùng nắm tay bước tiếp trên con đường phía trước. Tình yêu càng ngày càng thám sát tuy nhiên trong tuần mới này đối với bà tử thìn lại cũng đang gặp thiên cẩu là hung tinh nhập mệnh có thể sẽ làm ảnh hưởng đôi chút tới vấn đề tài lộc của bạn và khi đầu tuần với bà tử thìn rất dễ phạm phải sai lầm làm mất tiền hao của thế nhưng với bà tử thìn đừng có quá lo lắng cuối tuần làm việc chăm chỉ sẽ lấy lại được những gì đã mất còn về phương diện công danh sự nghiệp của bạn tuổi thìn trong tuần mới này, bạn nên có kế hoạch của riêng mình, cứ thế mà tiến bước thôi. Ấn quan chiếu mệnh, làm cho bạn mệnh biết được mục tiêu của mình nằm ở đâu. Chẳng để cho những khó khăn ngáng đường mình mãi mãi nữa. Hơn nữa, cuối tuần với bạn cũng sẽ có được cơ hội phát tài, phát lộc lắm nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tỵ từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang mong muốn có được đoạn tình cảm như ý nhưng tiếc rằng trong tuần hung vận quá lớn thì mong ước của bạn khá chi là khó khăn để có thể trở thành hiện thực. Những mâu thuẫn, bất đồng, do ý kiến trái ngược chiều khiến cho bản mệnh và người ấy càng ngày càng xa cách nhau và có lẽ bản mệnh tuổi tỵ nên dồn hết sức và thời gian vào công việc của mình sẽ tốt hơn. Đầu tuần, mọi chuyện với bạn khá chi là suôn sẻ dù có gặp chút khó khăn, nhưng đã có được sao thiên đức là quý nhân trợ giúp, cho nên với bà tuổi tỵ vẫn tìm được đường lui cho mình. Nhìn chung, vận trình sự nghiệp của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này không đến nỗi nào. Xong, với bà tuổi tỵ nếu như muốn phát triển được tốt hơn trên con đường tương lai sự nghiệp của mình thì e rằng sẽ gặp phải nhiều trở ngại. Bạn cần phải kiên trì thì mới có được những thành công. Nếu như bạn tuổi tị, bạn bỏ cuộc quá sớm thì chỉ biến công sức của mình trước đó trở thành bọt biển mà thôi. Bạn cần phải cố gắng và nỗ lực đến cùng. Về phương diện tài lộc thì đây là một tuần bạn đang có được thần tài đứng về phía bản mệnh cho nên làm gì cũng dễ dàng thu được tiền về tay. May mắn là tài lộc giúp cho bạn có thể phát triển, triển khai những kế hoạch mình đang ấp ủ bấy lâu. Nhờ thế mà tiền bạc rụng rỉnh, bạn tuổi tỵ thoải mái trong việc chi tiêu nữa. Từ vi tuần mới của bà tuổi ngọ từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi ngọ chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong tuần mới này đang có được báo hiệu sẽ không gặp phải vướng mắc gì về đường tài lộc. Và với bạn tử ngọ, bạn không cần phải quá lo lắng tuần này với bạn đang có được thực thần chiếu mệnh sẽ dẫn tiền bạc tự chạy về túi. Bạn mệnh tử ngọ có thể chiều chuộng bản thân mình một chút xem như là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi ngọ cũng có thể sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Và với bạn tuổi ngọ nên thận trọng trong từng đường đi nước bước, nói năng, tránh để tình trạng sự cố bất ngờ xảy ra với mình. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi ngọ lúc này là nên tiết kiệm lời một chút để tránh những rắc rối không đáng có quan về phương diện tình cảm của bạn tử Ngọa trong tuần mới này, con đường tình duyên của bạn cũng không được hài hòa, êm đẹp cho lắm. Dường như giữa bản mệnh và người ấy lại sinh chút trục trặc, những mâu thuẫn phát sinh từ những việc đối nội đối ngoại khiến cho bạn tử Ngọa cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung với nửa kia của mình. Quan về phương diện công việc của bạn tuổi Ngọa trong tuần mới này phát sinh khá chi là nhiều vấn đề và đặc biệt là từ khoảng giữa tuần trở đi, thế nên với bạn tuổi ngọ, có việc gì quan trọng thì hãy hoàn thành nhanh nhất có thể vào khoảng đầu tuần. Khi ấn quan xuất hiện sẽ kết hợp giúp cho bạn dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mùi, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong tuần này đang có được báo hiệu. Bạn mệnh nên chuẩn bị tinh thần để đốn cát khí bởi cả phương diện về tình duyên, tài lộc hay là con đường công danh của bạn đều trên đà thăng tín vô cùng là hanh thông, thuận lợi. Cát tinh sẽ giúp cho bản mệnh thoát khỏi những trò lừa đảo của kẻ tiểu nhân thiên quan xuất hiện gây ra. Nhờ thế mà, với bà tuổi mùi, không đánh mất đi bao nhiêu công sức từ trước tới giờ với mình. Tuy nhiên, khi tỷ kiên chiếu mệnh với bà tuổi mùi, nên chủ động trong công việc của mình hơn, tránh để cho tình trạng ý lại, chờ đợi người khác và cuối tuần thì con đường tài lộc của bạn mới bắt đầu có được dấu hiệu khởi sắc, thế nên bạn mệnh đừng quá sốt ruột khi làm việc vất vả cả tuần mà chẳng có đồng nào trong tay. khi cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện trên con đường vận trình của bạn trong tuần thì kể cả là bạn làm công ăn lương hay là kinh doanh buôn bán thì tiền bạc cũng rất chi là dồi dào và sung tốc. Vận trình tình duyên của bạn cũng được chấp cánh bay xa, Bạn mệnh tuổi mùi, đừng có ngần ngại bày tỏa tình cảm của mình với người ấy. Đào hoa khe sắc đối với những bạn đang quản độc thân cũng có thể tìm được nhân duyên ưng ý với mình trước mắt, chỉ cần bạn không quá khắt khe với bản thân mình, đòi hội quá cao là được từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân đang có điểm báo bị hao hụt về tiền của đại hao là hung tinh nhập mệnh lại thêm có kíp tài án ngữ cho nên khả năng kiếm tiền vào thời, thời gian này với bạn bị giảm sút một cách rõ rệt và với bà tuổi thân dễ gặp phải nhiều chuyện hao tiền tốn của, chỉ thấy tiền đi mà không thấy tiền về, bản mệnh có thể sẽ mắc phải nhiều khó khăn trong công việc. Chính vì thế mà, nguồn thu nhập của bạn mới bị giảm sút nghiêm trọng trong khoảng thời gian đầu tuần. Thương quan xuất hiện cũng gây ra đủ mọi rắc rối với bạn, và với bạn tuổi thân, chỉ ngồi xử lý thôi cũng đã mệt hết cả ngày rồi. Mặc dù sau đó nhận được sự giúp đỡ của chính ấn, nhưng không bỏ bèn gì với bạn chẳng thể nào bù đắp được với những mất mát mà với bạn tuổi thân đã phải gánh chịu. Thôi thì, với bạn tuổi thân, hãy cứ cố gắng, được đến đâu thì hay đến đó vậy. Còn về con đường tình duyên của bạn mệnh tuổi thân trong tuần mới này, cũng đang có sự nhạt nhòa, chưa có tín trị một cách rõ rệt. Mặc dù với bạn và người ấy vẫn giữ mối liên hệ với nhau, nhưng rõ ràng là sự quan tâm của cả hai đối với bối đối phương chưa đủ lớn, vì thế mà khó bè nâng cấp mối quan hệ hiện tại được. Các cặp vợ chồng cũng nên hiểu và chia sẻ cho những khúc mắc trong cuộc sống để cho gia đình thêm phần hòa thuận và ấm áp. Từ vi tuần mới của bạn tuổi giàu, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021, Xem từ vi tuần mới này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu đang có báo hiệu hung cát đan xiên và với bà tuổi Dậu đang có cả may mắn mà cũng có cả xui xẻo nữa. Cái chuyện tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ chưa có dấu hiệu gì cho thấy bản thân tuổi Dậu sẽ tìm được nhân duyên cho mình. Trong khi đó, các cặp đôi dường như đang quá bận rộn với công việc và những dự định riêng của bản thân cho nên có phần thờ ơ với những chuyện tình cảm của mình, chỉ quan tâm lấy lệ mà thôi. Điều đó cũng có thể khiến cho tình yêu giữa bạn tuổi, giàu và người ấy trở nên phai nhạt theo thời gian nếu như bạn không được hâm nóng trở lại. Về phương diện công danh sự nghiệp của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này, lại tín triển khá chi là thuận lợi trong tuần bạn mệnh có khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Dậu khá chủ động trong công việc, biết mình phải làm gì chứ không cần phải người khác nhắc nhở hay là thúc giục. Xong, về con đường tài lộc của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này cũng không được suôn sẻ như thế, bởi với bạn tuổi Dậu chẳng thể nào làm chủ được tình hình. Thực thần chiếu mệnh vừa đến trao cho bạn tiền vào tay thì ngay sau đó tiểu hao nhập mệnh ập đến, bản mệnh phải chi tiêu khá chi là nhiều, tuy là những khoản nhỏ nhưng góp lại cũng thành một khoản lớn nữa. Từ vi tuần mới của bà tuổi Tuất từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong khoảng thời gian này, có được nhiều cát khí vây quanh, may mắn cũng ngập tràn, nhưng lại có cả họa tiểu nhân rình rập nữa. Ngụ quỷ là hung tinh nhập mệnh, cho thấy với bà tuổi tuất cần phải cẩn thận với những lời nói ngôn ngọt. kíp tài xuất hiện ngay vào đầu tuần, làm cho bà tuổi tuất cũng đang có nguy cơ mất tiền hao của. Bạn cần phải sáng suốt và lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi tuất là không nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực không hề có kiến thức hay là kinh nghiệm với bà tuổi tuất cần phải chờ thời cơ xuất hiện vào cuối tuần khi đó kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn với bạn. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong tuần mới này tình yêu sẽ đến với bạn khá chi là nhanh chóng vượt ngoài sức tưởng tượng bạn mệnh không thể ngờ rằng có người vẫn luôn thầm thương trộm nhớ mình đã lâu giờ mới có cơ hội để nghe bày tỏ. Và với bà tuổi Tuất bạn cần phải nắm giữ hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này đang có báo hiệu khá suôn sỉa dù khó tránh khỏi những lúc va chạm bất đồng ý kiến với mọi người xung quanh nhưng với bạn tuổi Tuất cũng khá khéo liếu cho nên vẫn giữ được hòa khí với mọi người bên cạnh đó thiên ấn chiếu mệnh cho thấy sự linh hoạt trong cách xử lý tình huống, giúp cho bản mệnh tiến xa hơn trên con đường về phía trước. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Hợi, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình tình duyên của bà tuổi Hợi đang có điểm báo khá chi là ảm đạm với bà tuổi hợi dễ phải chịu tổn thương do đối phương vô tâm không chịu hiểu cho những nỗi khó khăn mà bản mệnh tuổi hợi đang phải gánh chịu đôi bên càng trở nên xa cách cái mối quan hệ vì thế mà cũng phai nhạt khá chi là nhiều tuy nhiên với bà tuổi hợi lại đang gặp được sao thái ân là quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên con đường tình duyên đối với những bạn nữ quản độc thân thì sẽ sớm thoát khỏi cảnh cô đơn nếu như biết nắm bắt được cơ hội mở cửa trái tim để đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Và với bạn tuổi hỏi nên trân trọng và giữ lấy mối nhân duyên tốt đẹp này còn về con đường tài lộc của bà tuổi hợi trong tuần mới này đang có sự thăng trầm bất định bạn mệnh có thể sẽ phải trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn khi mới đầu tuần bạn gặp được thực thần chiếu mệnh mang đến cho bạn có được nguồn tài lộc dồi dào ấy thế nhưng chỉ vài ngày sau đó với bà tuổi hợi đã gặp nhiều chuyện xảy ra tiền vào cửa trước thì ra cửa sau về phương diện sự nghiệp của bà tuổi hợi trong tuần cũng không được ổn định cho lắm có nhiều vấn đề phát sinh thương quan chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi hợi đang có phần thờ ơ với chính trách nhiệm của bản thân mình bản mệnh chỉ thích làm theo ý của mình chứ chẳng cần quan tâm tới lợi ích của cả tập thể là như thế nào cả Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn cải biến được vận trình của mình tốt hơn chúc các bạn có một tuần bình an hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại